Đây là quà kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình. Em coi có thích không? Cái này chắc cũng vài tỷ. Năm nào cũng vậy. Ba thiệt là chu đáo quá mà. Mẹ của con là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ba mà. Em cứ yên tâm, anh sẽ mua chiếc xe đó cho em. Cảm ơn anh yêu. Tình phía trước sao cứ nhìn mình hoài vậy anh? À, không sao đâu, nó là con trai của anh đó. Dạ. Em ngồi đây chờ anh một chút nha. Dạ. Sao con lại ở đây? Dạ, con có hẹn gặp bạn ở đây. À, có phải là con sắp có thêm dì ghẻ nhỏ tuổi hơn mình đúng không? Cái thằng. Mỗi cô gái đều có kỳ hạn vài tháng thôi. Con cứ yên tâm, ở trên đời này dì Thanh chính là người mẹ duy nhất của con. Không phải từ trước tới giờ ba nói chỉ yêu mỗi dì Thanh thôi sao? Hôn nhân cũng chỉ là một hợp đồng kinh doanh thôi, phải đặt lợi ích bản thân mình lên trên hết. Có chán vợ thì cũng phải biết ăn dụng chùi mép. Dạ, con sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai biết đâu. Tốt lắm. Không uổng công ba đã đào tạo con.